Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một tòa nhà mặt tiền đường Phan Đăng Lưu thuộc phường 2 quận Phú Nhuận đang có nhu cầu bán. Với diện tích ngang 15, nở hậu 21 và chiều dài là 30m², công nhận là 453m², với kết cấu 2 hầm 14 tầng đã hoàn công. Và hiện tại giá đang chào bán là 500 tỷ còn thương lượng. Và lô đất kế bên, hai mặt tiền với diện tích ngang 16, dài 50. Tổng diện tích đất được công nhận là 842m² và hiện tại được chủ nhân chào bán với giá là 350 tỷ còn thương lượng. Cô chú anh chị quan tâm về hai bất động sản này thì có thể liên hệ trực tiếp về kênh để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị.